Chào mừng các bạn đến với Isabel. Lý do mình chơi game kinh dị là tại vì bạn kêu mình quá, không thể nào không chơi được. Và game này là kiểu như là cái game để bắt đầu thôi, nó không có quá kinh dị, cũng không có quá không kinh dị, hiểu không? Rồi. Khoan khoan, mình coi điều khiển cái. Rồi điều khiển của nó là chuột phải chuột trái với lại dừng game thôi. Đơn giản nha. Thì qua những lời giới thiệu thì người ta nói là game này cũng không có ghê lắm, cho nên mình mới dám chơi á. Chứ bình thường không chơi đâu. Mình rất là ghét cái game kinh dị nó rồi. Ok. À, giữ chuột trái là cầm nó lên, chuột phải là sử dụng. What? Sử dụng. Rồi. Đây là một cái người đi khám phá chỗ này. Và ở đây có một cái câu chuyện á, là một cô con gái, một đứa con gái tên là Isabel. Oh man, tao quá. Nó bị bắt ép cưới á, kiểu gì rồi nó chạy trốn. Giờ mình đang làm gì ta? Tự nhiên đi vô hang này làm gì? Mình là ai mình cũng không biết luôn. Cái cuốn nhật ký đó là được để lại bởi ai đó đã từng đi qua đây rồi. Nữa nè. Tiếp. What the hell, ai cười vậy? Oh man. Con nhỏ này giết ba đó luôn. Đã học một cái câu thần chú từ một phù thủy gì đó, rồi giết ba nó. Sau đó là tự tử, treo cổ tự tử. Oh my god. Ôi gì, mình vô đây làm gì? Mục đích vô đây làm gì? Oh man. Ok. Ở đây mình thấy có cái cửa mà. Trong đó có gì không ta? Không thấy gõ nữa. Shit, nó thôi vậy. Ở đây thì ngoài quyển sách không có gì hết. Nhớ khúc gỗ lên nè. Rồi. Đi. Oh shit. À, mình cầm cái đèn theo được nè. Mà cũng không có tác dụng gì nhiều á. Thôi à. Như bên này có gì không? Không. Đi quyển sách thôi nè. Ô. Tôi không thích chuyện này tí nào hết. Này có gì lướt qua trái á. Tiếp tiếp tiếp. Đây là người đi điều tra về một phù thủy. Tức là hồi xưa phù thủy rất là bị ghét bởi những người dân làng này nọ, cho nên là cứ gặp phù thủy là giết à. Và cái ông mà viết cái nhật ký này là cái ông đi săn phù thủy rồi nè. Còn mình là ai thì mình không biết luôn nữa, cũng có thể là đi săn phù thủy luôn á. Nãy thấy nó lướt qua trái mình. Cho nó vô chổng ta. Kệ, đi vô luôn. Cần chìa khóa. Mà bị kiếm đâu trời. Quên đem cái đèn này. Ok. Khỏi đem đèn đi. Đi được mà. Đâu sao đâu. À đây, chìa khóa đây. Hay à. Go. Sao sai. Ok, chuột trái, ô chuột phải chứ. Vô. Thôi cầm cái đèn theo. Ghê quá. Như là có một người bạn đồng hành vậy thôi. Hello đèn. Mày đi trước đi, mời đó. Bên này có cái cửa nè. Ê, cô tự mở là sao? Nếu còn thấy nước qua trái mà phải không? Chắc đi gọi quá. Quyển sách nữa. Ok. Đây đây. Tại sao có đầu lâu đó vậy? What the hell? Isabel còn sống mặc dù treo cổ rồi. Một hồ thủy nó hồi sinh con Isabel trở lại. Và cuối cùng bị dân làng rượt. Thì nói chung là cái gì liên quan tới hồ thủy là sẽ bị trục xuất. Hoặc là bị giết. Kiểu gì đó.
À, thấy ghê quá. Oh shit. Cái này chỉ có thể là phù thủy thôi chứ không có gì hết á. Không gì hết. Tiếp tục. Câu chuyện này có vẻ là khá vui. Hồi nãy giờ nhật ký ghi là tháng 8, bây giờ qua tháng 9 quá trời ha. Ông ở trong cái hang này một tháng hả? Một vài ngày trước. À không, một vài giờ trước. Tôi đã ép cô ấy vào trong góc trong cái hang này. Nhưng mà cái gì đó sẽ sai. Cái hang hình như là nó run back into themselves sao? Giống như nó thu hẹp lại vậy đó. Chúng tôi nhìn thấy bóng của cô ấy đang nhảy trong những bức tường. Một vài người trong nhóm thì nghe tiếng cười. Còn một vài người khác thì nghe tiếng hét. Oh shit, Daniel đã dùng mũ và móc mắt của anh ấy. Và cuối cùng là nó chết. Isabel sẽ giết tất cả chúng ta. Vậy ừ, giờ đang chi vậy? Rồi thôi giờ đi về. Đi về tao không vui á. Cái bóng người kìa. Cô thấy à? Ủa đi qua trái. Giờ đi qua phải chứ lộn qua trái hoài. Ủa có ai đâu? Cần cái chìa khóa nữa rồi. Mà phù thủy cũng vừa mới đi qua đây xong rồi. Rồi tới thôi luôn, hay quá. Đúng rồi, mình kiếm chìa khóa. Chìa khóa ơi, xuất hiện đi. Không thấy đâu hết trơn nha. Ôi đây nè, đây nè. Rồi mình cầm chìa khóa là đâu cầm cái này theo được đâu. Đi đi. Nãy giờ cũng chưa bị hụ á. Có hụ mà giống như là không có ghê lắm. Rồi sao nhìn thấy đường. À rồi. Ok. Ở đây là lại là hai đường nữa. Làm lấy cái đèn đi chắc ăn á. Rồi. Gì? Ủa sao tắt nhạc rồi? Rồi tắt đèn luôn rồi. Thế thôi. Mà sao? Không thấy gì chơi á. Ok. Lấy cái đèn lại. Cái chìa, chìa khóa nè, rồi chìa khóa rồi làm sao mình cầm cái đèn nữa. Cụ này phải không? Cứ đi theo cái ánh sáng nhỏ xíu này đi. Đúng rồi. Nãy giờ nó không có hụ cái gì mà thấy ghê á, kiểu gì á. Toàn là cái bóng rồi tiếng này đâu các bạn, nhưng mà đối với mình như vậy rất là kinh dị. Rồi thả tôi ra đi. Quên, nó đang điều tra hồ thủy mà thả gái gì. Ủa mình đi vô đây để bắt hồ thủy mà sao không thắc mắc nữa đâu. Thì thôi á. Hồ biển nhật ký nữa nè. Đừng nhìn lại. Oh shit, đừng nhìn lại. Yeah. Ê, bay 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 bay. Thôi, nói chung là đừng nhìn lại. Trời ơi. Ủa hết hả? Kỳ kỳ á. Mình không nhìn lại mà cái nhân vật nó nhìn lại như không. Rồi. Đó là game kinh dị của các bạn đó. Vui chưa?
Vậy thì hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye. Thật ra không phải là tập sau mà là game kinh dị khác. Nếu mà mình chơi nữa, anh xui tùy các bạn thôi. Rồi, bye.